Lão Vương thức dậy rồi. Hôm nay quý vị thật may mắn vì được nghe tôi nói về một bí quyết gia truyền, muốn thay đổi vận may và phong thủy của một con người. Bằng cách hãy làm cho mọi người đều khen ngợi quý vị. Ở quê tôi, có một gia đình nhà họ Vương. Gia đình ông Vương làm ăn không mấy khá giả, nhưng lại rất đông con. Ông sinh ra một đàn con trai, chúng ăn rất nhiều, rất tốn cơm gạo. Hơn nữa lúc đó đúng vào thời kỳ túng thiếu, gia đình đông con sẽ ăn hết không còn gì, đã nghèo lại càng nghèo thêm. Ông nội tôi là một người tu hành lâu năm. Ông Vương đến thỉnh giáo, thưa sư phụ, làm thế nào để gia đình con hết nghèo ạ? Ông tôi chỉ cho ông Vương một phương pháp rất đơn giản, đó là mua một chiếc chuông lớn. Đây là loại chuông của phương Đông, khi đánh nó vang lên tiếng kêu bong bong. Tôi đã từng thấy chiếc chuông rất lớn trong nhà thờ Đức Bà Paris. Ông Vương hỏi, con đánh chuông để làm gì ạ? Để thay đổi vận khí của con. Con nên đánh chuông vào thời điểm nào ạ? Ông tôi nói, hàng ngày hãy đánh chuông vào trước 5 giờ sáng. Con sợ sẽ bị dân làng mắng chửi ạ? Có bị chửi con cũng phải làm. Ông nội tôi là người rất có uy tín, nên ông Vương đã làm theo lời ông tôi nói. Ông ấy vay mượn tiền để mua chuông, sau đó treo trong vườn nhà ông. Lúc đầu mọi người chưa quen, cứ tới khi gà gáy là lại phải nghe tiếng chuông, bong bong. Dân làng rất bực mình, cằn nhằn, ông Vương lại dậy rồi, dậy sớm thế làm gì không biết. Về sau, mọi người nghe quen nên không cằn nhằn nữa. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông, bong bong là nói ông Vương đã dậy rồi. Mọi người đều niệm câu thần chú này. Người thay đổi vận mệnh cho ông Vương chính là ông nội tôi. Cho tới nay, đến đời cháu của ông Vương đều vẫn rất thịnh vượng. Ở quê không ai bằng nhà ông. Vào thời kỳ nghèo khổ nhất, các con ông lên thành phố làm ăn rất khấm khá. Họ trở thành những nhà nghiên cứu, giáo sư, nghề nghiệp đều rất tốt. Ông Vương đã thực hiện phương pháp của ông nội tôi truyền dạy. Đó là nhờ những lời nói cắt tường của mọi người trong làng nói là ông Vương đã thức dậy rồi. Về sau, khi gặp mọi người dù đã chiều tối, họ vẫn chào ông bằng câu đùa. Ông Vương thức dậy rồi hả? Ông đáp lại rằng, tôi thức dậy rồi. Khi mọi người nói, ông thức dậy rồi hả? Ông không được chối, mà nói tôi dậy rồi. Nếu người khác khen quý vị, anh, chị giàu có quá. Có thể chỉ là nói đùa, quý vị hãy trả lời, vâng, cảm ơn, tôi rất giàu. Hãy nói như vậy nhé, được không? Được ạ? Được rồi, chúng ta hãy tập nói một lần nhé. Anh chị thức dậy rồi hả? Vâng, tôi thức dậy rồi. Anh chị phú quý quá, nhận được ạ? Quý vị phải nói là đúng vậy, đúng ạ? Muốn thay đổi vận mệnh thì phải học cách tiếp nhận chúc phúc. Và tặng đi những lời chúc phúc. Quý vị thật tuyệt vời, vâng. Quý vị phú quý quá, vâng. Quý vị trí tuệ quá. Vâng.